Hi, xin chào các bạn. Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn tính tích của tổng chữ số chẵn và tổng chữ số lẻ từ số tự nhiên nhập vào. Ở bài này chúng ta sẽ cùng nhau tính và hiển thị số Fibonacci thứ n với n là số tự nhiên nhập từ bàn phím. Rồi, số Fibonacci là số gì? Số Fibonacci là cái số áp dụng công thức là với fn bằng f của n trừ 1 cộng cho f của n trừ 2 là bla bla bla. Ok, cách như thế nào? Đi vô tính nha. Làm gì làm? Đầu tiên phải input. Đó, là nhập được số n. Rồi, nếu như mà n nhỏ hơn bằng 0 thì in ra không được đâu, tính không được đâu. Vui lòng nhập số nguyên dương. Vì chúng ta cần là số nguyên dương chúng ta mới tính được Fibonacci. Rồi ngược lại, else if ngược lại, thì nếu như n bằng 1 hoặc là n bằng 2, chỉ vì bring ra giá trị của Fibonacci là 1. Else. Rồi, đầu tiên á, là mình sẽ phải xác định như thế này. Fibonacci á, nó sẽ là tổng của hai số, của n trừ 1 và n trừ 2. Thành ra đó là lý do tại sao mà nếu như n bằng 1 hoặc bằng 2, Fibonacci luôn bằng 1, đây là quy ước. Được không? Thì bây giờ tính như thế này, mình sẽ phải xác định được số thứ nhất và số thứ hai để mình cứ cộng dần lên. Định nghĩa rằng Fibonacci á, nó là tổng của hai số trước đó. Hai số trước đó. Rồi, vậy thì bây giờ mình tính thử nè. Ở đây mình sẽ có là số thứ nhất. Rồi, số thứ hai bằng 1, 1. Là hai số mình gán 1 á. Rồi, for in range là từ n trừ 2. Giả sử bây giờ n chỉ có thể nhập 3 trở lên thôi đúng không? Nên n bằng 3 chúng ta đi như thế này. N bằng 3 thì nó sẽ bằng là thằng 2 cộng 1. Fibonacci của 3 bằng 3 hả? Có vẻ nhỉ? Đúng không? Rồi, ok. Ở đây mình sẽ giải từng bước nè. Rồi, lúc này mình sẽ có là số thứ nhất và số thứ hai, hai số này luôn nha, đồng thời sẽ bằng số thứ hai, số thứ nhất cộng với số thứ hai. Rồi coi xong hiểu gì không? Đọc xong cái đoạn code này các bạn có hiểu gì không? Nó sẽ là số thứ nhất bằng số thứ hai, số thứ hai bằng số thứ nhất cộng với số thứ hai. Nhưng mình viết tắt, đây là cách mình viết tắt. Số thứ nhất sẽ bằng số thứ hai và số thứ hai sẽ bằng số thứ nhất cộng số thứ hai. Nó đi theo cụm sau dấu phẩy thôi. Được chưa? Thì Fibonacci là như vậy. Thì với mỗi thằng y ở trong range này chúng ta sẽ làm cái chuyện là số thứ nhất sẽ bằng số thứ hai. Chắc là kiếm Excel hay cái gì vẽ cho các bạn dễ hiểu quá. Và số thứ hai sẽ bằng số trước nó cộng với chính nó. Được không? Rồi sau cứ như vậy lặp lại. Qua lặp lại rồi cứ lặp lại, rồi số thứ nhất mình lại bằng số thứ hai tiếp, rồi lại tiếp tục số thứ hai là bằng chính nó cộng với chính nó nữa. Ok, bây giờ mình thử đi, mình thử từng bước đi ha, chạy xem có lỗi không đó mình mới tính tiếp. Nói một hồi là các bạn rối rồi. Lại nha, in ra màn hình trước đã, mình print cái số thứ hai ra thôi là ra được cái Fibonacci. Thử với mỗi input đầu vào là chúng ta biết có chạy đúng không. Thì đầu tiên là một thì ra một là chắc chắn đúng nè. Kế đến chúng ta đưa vào một con số là 38. Nó sẽ phải là 39088169 là đúng. Thì Fibonacci á, là nó như vậy thôi. Ở đây chúng ta chạy thử nha, chạy thử cách nó chạy nè. Đầu tiên mình có số thứ nhất bằng 1. Số thứ hai cũng bằng 1. Thì với công thức nó chạy, với n của chúng ta mình đưa vào là 38. Thì khi nó chạy như thế này, 38 in range là trừ 2, ở đây chỉ chạy tới 36 thôi. Vì nó bỏ hai số thứ nhất, số thứ hai vì nó cộng với nhau rồi. Rồi. Thì ở đây số thứ nhất nó sẽ bằng với số thứ hai. Rồi số thứ hai bằng số thứ nhất cộng với số thứ hai. Nguyên cái dòng này nè, nó tách ra là như thế này. Vậy ở đây số thứ nhất đầu tiên vô nè, bằng số thứ hai, hai thằng đều là một, thì lúc này số thứ nhất
Có phải là bằng 1 không? Số thứ hai lúc này sẽ là bằng 2 nè. Đúng chưa? Đây là lần lập thứ nhất. Lần lập thứ hai nè. Lần lập thứ hai nè, thì số thứ nhất lại bằng số thứ hai là bằng 2 nè. Mà số thứ hai lại bằng số thứ nhất cộng số thứ hai. Có phải hai thằng này cộng nhau là bằng 4 không? Vì số thứ hai đang là 2 mà số thứ nhất được gán lại rồi. Nó sẽ là 4. Rồi kế tiếp lại xuống, số thứ nhất lúc này bằng 4, số thứ hai sẽ bằng 8. Đúng không? Đó. Rồi tương tự như vậy cứ lặp lên, lặp lên, lặp lên. Nhưng không có đúng đâu. Tại vì sao không đúng? Tại vì nếu bạn tính như vậy á là nó sai. Đây không phải là Fibonacci mà không bao giờ đi kiểu này mà ra Fibonacci được. Nó sẽ phải là như thế này. Đảo như thế này mới đúng nè. Hiểu không? Hiểu không, hiểu không, hiểu không? Tức là không phải nó tính là số thứ nhất bằng số thứ hai nó đi trước đâu, mà sẽ là số thứ hai bằng số thứ nhất cộng số thứ hai đi trước, sau đó nó gán số thứ nhất bằng số thứ hai. Vậy thì sẽ phải đảo lại như thế này. Số thứ nhất bằng một, số thứ hai bằng một. Nếu như chạy á, nó sẽ phải đi số thứ hai trước là bằng hai. Thì lúc này số thứ nhất mới bằng số thứ hai, mà số thứ hai lúc này là một. Được chưa? Lưu ý nha, cái chỗ này nó hơi 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 khó hiểu một xíu xíu. À, chỗ này phải là hai chứ. Cũng đúng, và một đúng. Rồi sau đảo lại chỗ này, số thứ hai sẽ bằng số nhất cộng hai bằng ba. Thì số thứ nhất lúc này mới bằng số thứ hai lúc nãy là bằng hai này. Như vậy nó đúng nha. Được không? Nói đúng hơn á, nó sẽ có một cái biến tạm sau khi kết thúc cái biểu thức này nè, là biểu thức mà lúc chạy kiểu này nè, nó sẽ nhận cái giá trị tạm để đưa vào, kết thúc rồi á thì nó mới đi vô. Tức là phải nói là sao ta, tức là số thứ nhất nè lúc này lấy cái giá trị của số thứ hai thì đúng, nó lấy giá trị của số thứ hai là lấy hiện tại, sau đó tiếp tục lấy số thứ hai bằng số thứ nhất cộng số thứ hai, nhưng số thứ nhất này nè là cái số chưa được gán. Lưu ý nha, lúc này nó sẽ lấy cái giá trị của số thứ nhất chưa được gán giá trị của số thứ hai vào. Đây là một cái mẹo viết tắt rất là tếu và rất là hay của Python. Nếu như viết đúng là bạn phải có thêm một biến tạm gọi là số thứ nhất cũ để đưa vô chỗ này nè, số thứ nhất cũ vào đây nè, nó mới đúng. Nhưng Python bạn viết như thế này luôn, thì lúc này số thứ hai nó nhận là giá trị của số thứ nhất khi nó chưa gán giá trị của số thứ hai này vào, cho nên nó mới chạy ra được như thế này. Ở đây nếu mình làm thêm một lần nữa thì nó sẽ ra là số thứ hai là bằng 5 và số thứ nhất là bằng 3. Được không? Đó, nó sẽ tuần tự như vậy đó. Rồi, ok ha. Thì thành ra đây là code rất ngắn gọn cho cái Fibonacci dùng Python. Ok không? Bạn nào có thể thì bạn hãy code lại bằng cách nhìn nó tường minh và dễ hiểu hơn. Còn không thì dùng cái này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi viết. Hãy để lại bình luận và góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập, thử thách, không ngại khó. Cảm ơn các bạn.